Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ AB125 này, Vision này. Thì đồng hành giới thiệu bên trong này thì có ông Luyến, sẽ hỗ trợ giới thiệu ông Mỹ Luyến. Hello cả nhà nhé, hôm nay sẽ quay lên cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng AB125 và dòng Honda Vision ha. Hai dòng Honda mà Luyến thấy chạy trước thấp này có 4 triệu thôi mà giá hiện tại hỗ trợ rất là ưu đãi luôn ha. Đặt lịch liền ngay cho Luyến sẽ nhận ngay 2 triệu đồng xe lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng nha. Áp dụng khi liên hệ trực tiếp qua hotline của Luyến là 0346 552 628 hoặc là 0905 299 064 nha. Có để số điện thoại và Zalo dưới màn hình, cả nhà mình kết bạn nhắn tin qua cho em Luyến nhé. Thì đầu tiên là về mẫu xe AB125 hôm nay lên cho cả nhà hai màu sơn 3D nha, là màu xanh nhám và màu trắng đỏ, đỏ đen. Dạ, nó rất là đẹp luôn. Hai màu này thì em thấy khi mà sơn lên cũng rất nhiều khách hàng hỏi luôn. Hôm bữa thì em muốn sơn thêm cả màu trắng trắng tem cam này, hoặc là xám xi măng này, xanh xi măng này, cam này, màu tím xám đen, rất là nhiều màu luôn. Nhiều anh chị em có hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay Luyến có sơn thêm hai màu này nữa. Thì cả nhà mình muốn sơn bất cứ màu nào cứ nhắn tin riêng, Luyến có hỗ trợ sơn độ theo của khách hàng nhé. Về màu zin thì có 3 màu là màu xanh nhám, xanh bóng, màu trắng xanh bóng này, màu đỏ bóng và màu đen nhám, là 3 màu zin. Mức giá hiện tại hỗ trợ chỉ có 42.900. Còn sơn AD cộng thêm Luyến 2 triệu là 44.900. Liên hệ trước giảm 2 triệu nhé. Ngoài ra thì trả trước chỉ cần là 4 triệu là lên xe rồi nha. Rồi, bên này có Vision này. Vision thì có đủ màu ha. Vision đợt này lên còn rất là nhiều màu luôn. Màu trắng hồng này. Cái có màu này hình như màu đỏ lên đúng không ta? Mới lên. Dạ, mới màu này đẹp, lên màu đẹp rất là đẹp luôn. Ví dụ trắng đen này, hoặc là màu trắng đỏ này, màu xanh này, có gì chi tiết thì mình quay sau. Hiện tại mức giá của Vision như em? Vision hiện tại bên bán mức giá là chỉ có từ 32.900 đến 34.900 từ phiên bản nhé. Trả trước cũng chỉ cần là 4 triệu thôi là lên xe. Liên hệ đặt lịch trước cũng sẽ nhận ngay 2 triệu đồng xe lại nhé. Đối với dòng Vision thì nó đủ phiên bản luôn. Về màu sơn thì có sơn độ theo cầu này, hoặc là khách hàng mình ví dụ như là khi ở xa cái cửa hàng á, đi xe đò sẽ cấp tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Dạ Sao. Alo hotline dưới màn hình nếu có hỗ trợ đón mọi người nhé. Rồi, cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.